chào mọi người. Hiện tại mình đang ở thành phố Cologne, Thủ Đức. Guten Morgen, chào mọi người. Hiện tại mình đang ở thành phố Cologne của Đức. Trong tiếng Đức, Cologne được gọi là Köln. Hiện tại mình đang ở ga tàu chính của Köln. Bây giờ là 6 giờ sáng, nhưng mà mặt trời vẫn chưa mọc như các bạn thấy, trời vẫn còn rất là tối. Nhưng mình cũng phải bắt đầu chuyến hành trình khám phá thành phố thôi. Đi theo mình nào. Go. Hiện tại mình đang ở dòng sông Rhein nổi tiếng của Đức. Như các bạn quan sát thấy thì lưu vực của sông này khá là rộng. Và một điều đặc biệt nữa là dòng sông này chạy giữa lòng thành phố, cho nên ở đây có khá là nhiều cây cầu để phục vụ cho việc đi lại. Mới sáng sớm mà đã có người đi lên du thuyền để ăn sáng rồi sao? Wow, quá trời du thuyền luôn. Hiện tại mình đang đợi bảo tàng sô cô la mở cửa để vào tham quan, còn khoảng nửa tiếng nữa lận. Nó rất là hấp dẫn vì bạn sẽ được tận mắt chứng kiến các khâu sản xuất sô cô la từ việc thu hoạch cacao cho đến khâu thử. Chào mọi người, mình mới từ trong đó ra bảo tàng sô cô la đó. Và một cái là không muốn ra luôn. Ta nói nước miếng nước mồm chảy tùm lum tùm la. Không tin hả? Quay lại xem. Thank you.
Tại mình đang ở nhà thờ lớn của Kun. Nhà thờ này theo kiểu kiến trúc Gothic và khá là cổ kính. Nó được công nhận là di sản thế giới vào năm 1996 đó. Thank you.
ở thành phố Bonn. Đây là thủ đô cũ của Tây Đức trước kia.